chào các bạn đến với Hana's Vlog Cuộc Sống San Jose. Hôm nay mình có dẫn các bé nhà mình đi ra một cái park cho mấy bé chơi. Tên của nó là Foothill Park. Xin mời các bạn cùng đi với gia đình mình nha. Ở đây có một bãi cỏ rất là rộng, thoáng mát, cảnh đẹp và có chỗ playground cho mấy bé chơi rất là vui. Còn người lớn thì có thể đi bộ để tập thể dục được nữa nè. Trời ơi, bé nào vẽ mà đẹp quá trời luôn á chứ. Vẽ bằng phấn thôi đó. Mà đẹp chưa? Trời ơi, đứa nào vẽ đẹp ghê luôn á ha. Where are you going?
hết video. Nếu thích kênh Hana, vui lòng bấm like, share, subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.